Nguyễn Vi kính chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60+ trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày hôm nay 23 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương cương quyết xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện. Bộ Công an chính thức ban hành mẫu thẻ căn cước sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Các chuyên gia y tế cảnh báo thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Huyện Xuyên Mộc tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ phát huy sức dân thực hiện mô hình dân vận khéo lắp đèn chiếu sáng. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải không ngừng khẳng định vị thế trong cộng đồng hàng hải quốc tế là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm chương trình 60+ trưa nay. Những thông tin trong nước sẽ mở đầu chương trình 60+ trưa nay. Đoàn thanh tra của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO vừa tiến hành đánh giá an toàn hàng không tại Việt Nam. ICAO đánh giá đạt kết quả mục tiêu an toàn trong bay toàn diện ở mức 77%, vượt 10% so với mục tiêu an toàn toàn cầu. Đặc biệt, yếu tố quản lý an toàn gần như đạt thành tích tối đa với hơn 96%. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết việc đảm bảo an toàn phải từ cả hệ thống, từ các hãng hàng không, cảng hàng không, quản lý bay, bộ phận tham mưu, vận hành hệ thống kỹ thuật phi công, kiểm soát viên không lưu. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện toàn diện hệ thống quản lý an toàn như quy trình quản lý rủi ro an toàn và đánh giá mức độ trưởng thành của văn hóa an toàn. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn, đơn vị điện lực địa phương, phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn điện, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn điện. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thị trường xuất khẩu ngành dệt may khởi sắc, hầu hết các doanh nghiệp dệt may của Vinatex đã ký được đơn hàng đến hết tháng 9 và tháng 10 năm nay và tiếp tục đàm phán ký kết đơn hàng hết năm. Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm sáng xuất khẩu ở thị trường Mỹ khi dệt may Việt Nam vươn lên, đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc. Theo dự báo của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, mặt bằng giá chung cư trong thời gian tới vẫn khó giảm nhiệt. Dữ liệu báo cáo từ một số sàn giao dịch cho thấy giá bất động sản không có chiều hướng giảm trong quý 2 năm 2024. Thậm chí so với mặt bằng giá của năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31%, đất nền tăng 19%, nhà riêng tăng 32% và biệt thự tăng 18%. Trong khi đó, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang với thanh khoản yếu, nhưng các loại hình đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố không có tình trạng giảm giá. Riêng loại hình căn hộ còn tăng giá thêm 6% so với cùng kỳ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 16 năm 2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo thông tư mới nhất của Bộ Công an, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen. Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ căn cước là mã QR và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 2.789.000 đồng một tháng, tức tăng 35,72%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức và giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công. Bộ đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã đưa được hơn 78.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 62,4% kế hoạch năm. Trong đó có hơn 23.700 lao động nữ. Dẫn đầu về thị trường tiếp nhận lao động của Việt Nam vẫn là Nhật Bản, với hơn 40.500 người. Tiếp đến là thị trường Đài Loan, Trung Quốc với hơn 27.000 lao động. Thứ ba là thị trường Hàn Quốc với hơn 5.500 lao động. Theo Cục Phòng chống HIVS, Việt Nam hiện có trên 178.000 người bệnh đang điều trị ARV, trong đó khoảng 130.000 người đang điều trị thuốc ARV, phác đồ thuốc TLD. Thuốc được cung cấp từ hai nguồn bảo hiểm y tế và nguồn quỹ toàn cầu, viện trợ cho các trường hợp không sử dụng được từ nguồn bảo hiểm y tế, như những người đang điều trị ARV trong trại giam, trại tạm giam, người nhiễm HIV bị gián đoạn thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thực hiện luật đấu thầu mới khiến cho việc đấu thầu thuốc ARV gặp khó khăn. Vì thế, những tháng gần đây, nhiều bệnh nhân HIV không được nhận đủ thuốc ARV sử dụng trong 3 tháng, mà chỉ được phát cầm chừng thuốc dùng 1 tháng hoặc chỉ 2 tuần. Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng trên cả nước tiếp tục tăng mạnh kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 42 độ C. Chuyên gia y tế cảnh báo nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi con người tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Đề phòng đột quỵ trong thời tiết nắng nóng gay gắt, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, nên thường xuyên tập luyện, vận động, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, ăn uống không lành mạnh, tầm soát các yếu tố nguy cơ của đột quỵ như tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, cần hạn chế đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đặc biệt từ 12 đến 16 giờ. Chuyển sang thông tin ghi nhận từ các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc phối hợp với huyện đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở cho 200 học viên là bí thư và phó bí thư đoàn xã, thị trấn, chi đoàn khu phố, ấp, đoàn viên thanh niên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ đoàn hội của huyện Xuyên Mộc được trang bị kiến thức về 4 bài lý luận cho đoàn viên thanh niên, chuyên đề kỹ năng cho cán bộ đoàn, tư duy sáng tạo cho đoàn viên thanh niên và định hướng về tư tưởng, lối sống cho các em học sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện. Lớp tập huấn giúp bồi dưỡng về lý luận chính trị, đồng thời trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn hội, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Hội khuyến học thành phố Bà Rịa hiện có 11 hội cơ sở, 87 chi hội với trên 30.300 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác vận động quỹ khuyến học tiếp tục được các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng các doanh nghiệp và nhân dân quan tâm ủng hộ với tổng quỹ hơn 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ khuyến học, Hội khuyến học thành phố Bà Rịa đã trao 232 suất học bổng, 4 suất khen thưởng, 850 suất quà cho học sinh vượt khó, học tốt với tổng số tiền gần 563 triệu đồng. 6 tháng cuối năm 2024, Hội khuyến học thành phố phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức trao học bổng cho học sinh khó khăn theo chương trình Thắp sáng ước mơ, tiếp sức đến trường. Ban chỉ đạo hè huyện Xuyên Mộc tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2024 với sự tham gia của 300 em học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn huyện. Tại diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, các em thiếu nhi học sinh huyện Xuyên Mộc được chia sẻ các vấn đề về xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em và các vấn đề xã hội quan tâm khác. Diễn đàn đã mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho các em bày tỏ suy nghĩ, băn khoăn, thắc mắc của mình về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của các em. Qua đây giúp các em hiểu rõ hơn về quyền của mình vào việc tham gia vào các vấn đề của trẻ em, là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe ý kiến của các em về mong muốn, nguyện vọng mà các em thường xuyên gặp phải trong đời sống hàng ngày. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Lọt, khu phố Phước Trung là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Căn nhà đại đoàn kết trao tặng cho bà Lê Thị Lọt có diện tích khoảng 30 m², kết cấu nhà cấp 4, tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó 100 triệu đồng được trích từ nguồn vận động của Ban vận động Quỹ vì người nghèo thị trấn Phước Hải do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến tài trợ, phần còn lại do thân nhân, gia đình góp thêm. Tại buổi lễ trao tặng nhà, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, đại diện các đoàn thể và nhà tài trợ đã trao tặng gia đình bà Lọt nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thưa quý vị, trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có nhiều tuyến hẻm chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải đã xây dựng mô hình dân vận khéo lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến hẻm. Mô hình được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Trên địa bàn khu phố Hải Phúc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có 5 tuyến hẻm khúc khuỷu quanh co, dân cư đông đúc nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng. Do đó, việc lưu thông đi lại vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Triển khai mô hình lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến hẻm, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải phối hợp chi bộ khu phố Hải Phúc chọn tuyến hẻm 357 để làm điểm. Khu phố cũng đã có cái là mời các tổ dân cư cũng như ban ngành đoàn thể để họp triển khai và phát động trong đảng viên chi bộ cũng như là đảng viên 23 để phát huy cái vai trò mà đào tạo gương mẫu tiên phong đi đầu trong tham gia các phong trào mà do phát động. Rồi bên cạnh đó thì các tổ cũng như đoàn thể là cũng như là tuyên truyền vận động người dân trong tổ mình cũng như là hội viên tích cực tham gia. Nhận thấy mô hình lắp đèn năng lượng mặt trời góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nên cán bộ, đảng viên và người dân trong tuyến hẻm 357 đã đồng thuận ủng hộ kinh phí lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Dạ, rất là hiệu quả. Khi tối những cái khúc cua trong hẻm nó sẽ không thấy, người dân sẽ không thấy được đường đi. Và bây giờ từ ngày có địa phương hỗ trợ và cùng chung tay hỗ trợ người dân thì em thấy là cái tuyến đường trở nên sáng hơn. Và buổi tối là người dân đi nó an toàn hơn và không có xảy ra tai nạn như những người trước. Gia đình tôi thì cũng như là ủng hộ đầu tiên để mình thấy có ý nghĩa mà thì cũng vận động con rồi mấy đứa em trong gia đình thì cũng ủng hộ để cùng đóng góp để xây dựng dưới khu phố rồi để làm những con hẻm có những cái đèn sáng này. Khu phố Hải Phúc có 532 hộ, hơn 2.500 nhân khẩu. Đa số người dân sống bằng nghề biển, thường đi làm vào lúc 1-2 giờ đêm. Thấy hiệu quả mang lại của mô hình tại tuyến hẻm 357, người dân tại 3 tuyến hẻm khác trên địa bàn khu phố Hải Phúc đã tự nguyện đóng góp kinh phí, lắp đặt thêm 25 bóng đèn năng lượng mặt trời. Trước tôi có đèn này dắt tấu, thắp đèn này cho sáng đường bà con. Thì chị cũng có một phần đóng góp cho ông đó. Thấy gì việc làm quá là tốt, đẹp cho khu phố, mình lo cho dân, cho bà con lúc sớm vậy là mình ngon ngủ, dục mình kệ tấm lòng mình có nhiều, có ít mà đóng góp vô. Với sự đồng thuận từ nhân dân, mô hình dân vận khéo lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến hẻm của Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải dự kiến sẽ được triển khai ra các khu phố khác trên địa bàn, góp phần xây dựng thị trấn sớm trở thành đô thị loại 5. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục và phải đưa cái mô hình này cao hơn nữa để có cái sức lan tỏa hơn nữa để người dân đồng thuận cao hơn để thực hiện cái việc chiếu sáng trong các cái tuyến đường ngõ hẻm. Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ làm đất sản xuất nông nghiệp thu hẹp. Do đó, để nông nghiệp phát triển phù hợp, thị xã Phú Mỹ đã xây dựng đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thị xã Phú Mỹ có diện tích tự nhiên hơn 33.300 ha, trong đó hơn 50% diện tích sản xuất nông nghiệp với hai loại cây trồng chủ lực là bưởi da xanh và rau màu. Hiện thị xã có 120 nhà màng trồng rau công nghệ cao, sản xuất theo hình thức liên kết và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã. Sản lượng mỗi tháng đạt khoảng 3 tấn trên 1.000 m², mang lại thu nhập cho nông hộ trên 15 triệu đồng, cao hơn 30% so với phương pháp trồng truyền thống. Làm trong nhà màng nó có cái lợi là nắng mưa, là người nông dân nó không phải chịu cực. Cái thứ hai là về thuốc trừ sâu. là mình tuyệt đối là không có. Đó, nên vậy là cái thứ nhất là mang lại cái được cái sức khỏe cho bà con làm rau này. Cái thứ hai là năng suất nó ổn định. Không chỉ chuyển hướng canh tác sang hữu cơ, sạch, an toàn, nhiều nông hộ trồng bưởi da xanh còn liên kết tham gia hợp tác xã để xây dựng mã vùng trồng hướng tới xuất khẩu và kết hợp với du lịch sinh thái. Một cái hướng đi mới, mà cái hướng đi này là có thể nói là hướng đi gọi là đường chính để mà đưa sản phẩm của mình ra nước ngoài. Thì đây là một cái điều rất là phấn khởi với bà con nông dân, có thể là sẽ mang cái giá trị của cái trái bưởi của mình đi tới một cái thị trường lớn và nó sẽ tăng cái sức cạnh tranh cũng như là nâng cái giá trị của cái sản phẩm lên. Thị xã Phú Mỹ đang hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ để quản lý và truy xuất nguồn gốc các loại cây trồng, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và xây dựng một số mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Thưa quý vị, cụm cảng Cái Mép Thị Vải những năm gần đây là điểm đến của những siêu tàu. Mới đây, cụm cảng này vinh dự lọt vào top 7 cảng container hiệu quả nhất thế giới theo công bố của Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence. Đây được xem như là một kỳ tích đối với cảng Cái Mép Thị Vải, bởi từ lúc hình thành cụm cảng này, chẳng doanh nghiệp nào ở đây dám mơ tới việc mình có thể đón được những con tàu lớn nhất thế giới. Nhưng này chẳng những đã làm được, mà còn khẳng định vị thế trong cộng đồng hàng hải quốc tế. Vào thời điểm những năm 2010, khi đi vào hoạt động, những cảng đầu tiên ở Cái Mép Thị Vải chỉ khai thác các cỡ tàu dưới 100.000 deadweight. Còn hiện tại, Cái Mép Thị Vải đã đón những siêu tàu trọng tải 250.000 deadweight, sức chở 24.000 TEU là loại lớn nhất thế giới hiện nay. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, đã có gần 50 chuyến tàu lớn như thế cập Cái Mép Thị Vải. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence về chỉ số CPPI, tức chỉ số hoạt động cảng container, cho 405 cảng container toàn cầu, Cái Mép Thị Vải xếp hạng thứ 7. Không chỉ vậy, với hơn 4 triệu TEU thông qua mỗi năm, Cái Mép Thị Vải cũng xếp hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng về sản lượng hàng hóa. Với thành tích này, Cái Mép Thị Vải đã tăng 5 bậc so với năm 2023, vượt qua nhiều cảng trung chuyển lớn của thế giới như Yokohama, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore. Đây là một sự đột phá, là hình mẫu, vì chưa có tiền lệ ở ngành hàng hải Việt Nam là khi cho phép hai cảng riêng biệt, thực tế là hai cửa khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu đã có thể kết hợp để tận dụng các cái dư thừa của cái cầu cảng mà do quy hoạch từ trước là chưa đủ độ dài để làm hai tàu mẹ siêu lớn một lúc. Thì cái việc này đã tạo ra là một cái hình mẫu và thử nghiệm chính sách của hải quan về trung chuyển quốc tế. Theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cái Mép Thị Vải của Bà Rịa Vũng Tàu phải trở thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất của cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 24, giao nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì lập đề án, tiếp tục phát triển hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới. Chúng ta cũng hết sức lưu ý đó là cái sự cạnh tranh của các cảng trung chuyển quốc tế trong khu vực và thế giới. Như vậy thì Cái Mép Thị Vải và trong đề án cũng cần phải phân tích cái thị trường và cái năng lực cạnh tranh để đảm bảo cái sự thành công của đề án. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị giao Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới tại thị xã Phú Mỹ, địa phương được quy hoạch là đô thị cảng biển. Đây là điều kiện giúp Bà Rịa Vũng Tàu định vị một cực tăng trưởng, hội tụ phát triển. Nhìn mục tiêu cho Bà Rịa Vũng Tàu không thể chỉ giới hạn trong địa phương được, mà phải đặt ra cái mục tiêu là vùng, mục tiêu quốc gia. Và trong cái giá trị quốc tế, tôi rất là nhấn mạnh cái giá trị quốc tế, là bởi vì ở đây thế này chúng ta kết nối toàn cầu, mà cái cảng của chúng ta lấy cảng thật sự là có giá trị quốc tế. Chúng ta tạo ra một cái chuyện cạnh tranh cảng mà kiểu như là cạnh tranh cùng xuống đáy, thì rất là nguy hiểm. Hiện nay là cái cảng này là có giá trị quốc gia, giá trị vùng, thì là phải phân tích cái lợi thế là tập trung phát triển cho Cái Mép Thị Vải đến mức nào và đó là cho Cần Giờ mức nào, cho các cái cảng khác ví dụ như Long An, cho Tiền Giang đến mức nào, chứ nếu không nó phân tán nguồn lực mà ta là còn quá phân tán. Nếu mà được những cái chính sách hỗ trợ thì chúng ta xem là những cái đầu tư vào trung tâm logistics tại Bà Rịa Vũng Tàu là một cái đầu tư được khuyến khích, thì nó sẽ thu hút những cái doanh nghiệp thậm chí là từ phía Bắc, từ Tây Nguyên, từ các nơi khác về để hợp tác với chúng ta, và chúng ta sẽ cần một cái lực lượng doanh nghiệp tại chỗ, doanh nghiệp từ trung ương, doanh nghiệp từ các địa phương khác, và phối hợp như thế thì nó sẽ hài hòa, có thể là cân đối giữa nước ngoài và trong nước. Các doanh nghiệp cảng tại Cái Mép Thị Vải cũng chủ động, linh hoạt vận dụng các giải pháp để nâng cao năng lực khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự kiện cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải và cảng quốc tế Cái Mép tổ chức kết nối hai bến cảng, giúp nâng cao năng lực khai thác, là một cột mốc đánh dấu sự hợp tác đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong ngành khai thác cảng biển Việt Nam. Thay vì mỗi cảng chỉ đón được mỗi bên 2 con tàu, thì 2 cảng cộng lại sẽ đón được là 5 con tàu. Đấy, như thế là cái số lượng nó sẽ tăng lên và chúng ta sẽ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và không lãng phí cái nguồn tài nguyên. Cái Mép Thị Vải hiện có 35 tuyến tàu một tuần, trong đó có hơn 2/3 là đi châu Âu và Mỹ. Những hãng tàu lớn nhất trên thế giới đều đã có mặt tại đây. Trong số này, có khoảng 10 hãng đảm nhận các tuyến vận tải hàng hóa container từ Việt Nam đi châu Âu và Mỹ. Vị thế đã được khẳng định, mục tiêu trở thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới cũng đã được đặt ra. Vấn đề là Cái Mép Thị Vải sẽ hiện thực hóa điều đó ra sao, quá trình như thế nào, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các doanh nghiệp cảng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà phải ở tầm quốc gia. Phần tiêu điểm cũng đã khép lại chương trình 60 cộng trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.